Bitcoin cuối tuần bất ngờ tăng mạnh khiến cộng đồng xôn xao. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi cập nhật chi tiết xu hướng giá Bitcoin cũng như tình hình tổng quan thị trường crypto. Dữ liệu thường được cập nhật vào lúc 9 rưỡi sáng hàng ngày. Về xu hướng giá Bitcoin, tại thời điểm tổng hợp thông tin, Bitcoin đang được giao dịch quanh vùng 21.266 đô. Bitcoin đóng cửa nến ngày với một cây nến xanh thân dài với lực tăng rất mạnh, tăng từ 19.291 đô lên quanh vùng 21.600 đô, tăng hơn 2.003 giá trong một ngày. Volume giao dịch trong ngày cũng rất lớn. Trong video ngày hôm qua ngày 9 tháng 9, chúng tôi kỳ vọng Bitcoin sẽ hồi phục lên quanh 19.500 đến 20.000 đô. Trên thực tế, giá hiện tại đã vượt quá kỳ vọng của chúng tôi. Tuy nhiên, quan sát trên khung 1D có thể thấy, Bitcoin hiện tại đang test lại trendline hồi phục trong ngắn hạn theo hành vi giá. Vùng kháng cự ngắn hạn từ 21.200 đến 21.800 đang có tín hiệu đảo chiều. Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng Bitcoin sẽ có một nhịp quay xe giảm về quanh vùng 20.000 đến 20.300 đô. Về dài hạn, chúng tôi vẫn chờ ngày Bitcoin giảm về quanh vùng 17.000 đô. Về tổng quan thị trường, tổng vốn hóa toàn thị trường đã tăng lên quanh 1.000 tỷ đô, tăng 5,82%. Tổng volume giao dịch thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua là 102,44 tỷ đô, tăng 42,64% so với ngày hôm qua. Chỉ số tham lam sợ hãi hiện tại đã tăng lên mức 28, tăng 6 điểm so với ngày hôm qua. Chỉ số Bitcoin Dominance tiếp tục tăng và đạt quanh mức 40,35. Trong vòng 24 giờ vừa qua, có tổng cộng khoảng 394,86 triệu đô bị thanh lý từ các lệnh long short. Trong đó có tổng cộng 106.966 trader bị CZ nhắn tin hỏi thăm. Đa số đều là các vị thế short đuổi khi Bitcoin giao dịch dưới 19.000 đô. Các vị thế short chiếm 64,92%. Về tình hình altcoin, trong vòng 24 giờ vừa qua, top 100 altcoin đã ghi nhận nhịp tăng mạnh cùng với sự hồi phục khá mạnh của Bitcoin. Trong đó, top 5 đồng coin tăng mạnh nhất bao gồm Luna tăng 158,54%, RVN tăng 48,19%, GMT tăng 18,41%, APE tăng 11,01%, EFI tăng 10,30%. Tiếp theo sau đây là một số tin ván crypto sáng ngày 10 tháng 9. Mời các bạn cùng theo dõi! Ngân hàng DBS gia nhập Sandbox Metaverse. Ngân hàng DBS có trụ sở tại Singapore mới đây đã công bố ý định mua đất trên Metaverse để xây dựng dự án có tên DBS Better World với cộng đồng ảo cho riêng mình. Cụ thể, ngân hàng cho vay lớn nhất châu Á đã hợp tác với The Sandbox, một nền tảng Metaverse dựa trên công nghệ blockchain để xây dựng dịch vụ cho khách hàng trong thế giới ảo 3D thông qua các nhân vật đại diện ảo. Được biết, trước đó đã có một số ngân hàng lớn khác cũng đã bơm tiền vào Metaverse, tiêu biểu là JP Morgan và HSBC lần lượt vào tháng 2 và tháng 3 năm nay. Sàn giao dịch Huobi xin giấy phép hoạt động tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa Huobi Group dự kiến sẽ vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa tại quần đảo Virgin thuộc nước Anh. Huobi Group cho biết rằng nền tảng này đã xin được giấy phép hoạt động từ ban giám sát tài chính địa phương và sắp tới đây sẽ vận hành một sàn giao dịch tiền mã hóa tại quốc gia nói trên. Sau khi đáp ứng các điều kiện đã được các nhà chức trách đề ra, Huobi Group chia sẻ rằng các chi nhánh của mình sẽ có thể bắt đầu vận hành một sàn giao dịch tài sản mã hóa cấp tổ chức cho cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhỏ lẻ. Sàn giao dịch này sẽ hỗ trợ một loạt các dịch vụ bao gồm giao dịch spot và các hình thức giao dịch phái sinh. Huobi Group ban đầu được thành lập tại Trung Quốc, tuy nhiên sau chiến dịch thanh trừng crypto của Trung Quốc, nền tảng này bị buộc phải di chuyển sang một quốc gia khác, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch phát triển toàn cầu. Revolving Games huy động 25 triệu đô sau vòng gọi vốn do Pantera dẫn đầu. Studio phát triển trò chơi Web3 Revolving Games vừa huy động được 25 triệu đô la sau một vòng gọi vốn do Pantera Capital dẫn đầu. Studio sẽ sử dụng nguồn vốn này để nâng cao trải nghiệm dành cho các tựa game phi tập trung lưu hành nội bộ cùng với các đối tác nhượng quyền toàn cầu. Ngoài Pantera, vòng gọi vốn còn có sự góp mặt của những cái tên đình đám trong giới đầu tư game Web3 như Animoca Brands, Polygon và nhà phát triển CryptoKitties Dapper Labs. Dan Houser, một cựu thành viên của studio game bom tấn Rockstar Games, cũng có mặt với vai trò cố vấn cho Revolving Games. Động thái này của studio trò chơi có trụ sở tại California được đưa ra trong bối cảnh công ty này không chỉ đang tập trung phát triển game và xây dựng cộng đồng online, mà còn có tham vọng đầu tư vào những công nghệ giúp đặt nền móng cho một nền kinh tế thương mại phi tập trung do chính người chơi sở hữu. Puma ra mắt bộ sưu tập NFT mới trong Metaverse Black Station. Vào ngày 7 tháng 9, Puma thông báo sẽ ra mắt bộ sưu tập giày thể thao phiên bản giới hạn trong Metaverse Black Station. NFT sắp ra mắt này thuộc bộ sưu tập Future Great của thương hiệu thể thao Đức đã được giới thiệu trong tuần lễ thời trang New York vào ngày hôm qua, 9 tháng 9. Đặc biệt, những NFT này có thể được đổi thành giày thể thao ngoài đời thực. Có thể thấy, Future Great của Puma là bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu thời trang xa xỉ này.
phát hành các sản phẩm vật lý gắn liền với tài sản kỹ thuật số, được gọi là Phygitals. Trong thời gian qua, đã có khá nhiều tên tuổi tiến sâu vào lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là mảng NFT. Điển hình là nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Tag Heuer tích hợp NFT và một số mẫu đồng hồ độc quyền, hay ông lớn thời trang cá sấu Lacoste ra mắt bộ sưu tập NFT, và Dolce & Gabbana mới đây cũng đã bắt tay với một startup thời trang kỹ thuật số. Các bạn hãy theo dõi chương trình tổng quan thị trường crypto lúc 19 giờ mỗi tối trong tuần trên Skyverse TV để nắm thêm nhiều thông tin hot và nhận định chỉ số thị trường crypto mỗi ngày.